chào quý khán giả đang đến với bản tin chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Bản tin hôm nay với những thông tin trong nước và thế giới mà chúng tôi vừa cập nhật. Trước hết sẽ là phần tin trong nước với những thông tin đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Hồ Chí Minh. Thường trực Chính phủ họp về xây dựng luật. Ngành dệt may đối mặt với tình trạng thiếu năng lực sản xuất. Bây giờ là nội dung phần tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 17 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969-2024. Đến dự có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Trước khi buổi lễ bắt đầu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng và nhân dân Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Đảng ủy Công an Trung ương đã đạt được trong thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Đảng ủy Công an Trung ương cần tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, gắn liền với tích cực tham gia tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công khai minh bạch qua chuyển đổi số, mở rộng không gian phát triển, tạo thuận lợi cao nhất cho mọi hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, đóng góp xây dựng đất nước, nâng cao đời sống nhân dân của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, doanh dân trong và ngoài nước. Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo rà soát xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, vừa chủ trì họp thường trực chính phủ với các bộ ngành để thảo luận về việc xây dựng dự án luật nhằm sửa đổi một số luật thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng nhất trí với việc xây dựng một luật để sửa đổi bổ sung 7 luật trong lĩnh vực tài chính nhằm xử lý các vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành tiếp tục đóng góp ý kiến xây dựng luật, rà soát đánh giá kỹ lưỡng các bất cập, làm rõ các quy định cần phải sửa đổi bổ sung, giao Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ, đề nghị xây dựng luật, trình chính phủ xem xét quyết định để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 tới đây. Liên tục chương trình sẽ là một số tin vắn đáng chú ý. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, lập và thực hiện phương án đảm bảo cung ứng điện trong các ngày nghỉ lễ dịp kỷ niệm Quốc khánh 2 tháng 9. Theo đó, các đơn vị điện lực cần ưu tiên đảm bảo điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị văn hóa của các địa phương nhân dịp lễ kỷ niệm Quốc khánh, không thực hiện cắt điện, làm mất điện khách hàng trong ngày lễ kỷ niệm Quốc khánh năm 2024 từ 0 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2024 đến 24 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2024, trừ trường hợp xử lý sự cố. Theo Cục Hàng hải Việt Nam, giá cước bắt đầu giảm dần từ đầu tháng 7. Cụ thể, so với cùng kỳ tháng trước, đến trung tuần tháng 8, giá cước đã giảm trên tất cả các tuyến, mạnh nhất là trên tuyến châu Á đi bờ Tây nước Mỹ, tuyến châu Âu giảm khoảng 20-30%. Mức giá trên các tuyến vận tải khác cũng giảm khoảng từ 15-25%. Hiện tại, mức giá giảm bằng 44% so với mức giá thời kỳ đỉnh điểm trong lịch sử đại dịch là tháng 9 năm 2021 và dự kiến tiếp tục giảm trong thời gian tới. Sau một tháng vận hành, ứng dụng công dân thủ đô số đã có hơn 130.000 cán bộ công chức viên chức cài đặt, cùng hơn 545.000 người dân tiếp cận và sử dụng ứng dụng. Hàng ngàn ý kiến phản ánh của người dân cũng được ghi nhận qua ứng dụng này, trong đó đa số là góp ý xây dựng, hoàn thiện ứng dụng và một số phản ánh vấn đề về giao thông, môi trường, y tế, du lịch nhằm xây dựng thủ đô xanh, sạch đẹp, phát triển bền vững. Thưa quý vị, tại hội thảo nâng cao năng lực phát triển xuất khẩu xanh vừa được Bộ Công Thương tổ chức, các đại biểu đều thống nhất cho rằng việc nắm bắt và hiểu biết rõ các quy định mới của thị trường châu Âu EU là vô cùng cần thiết, giúp cho các doanh nghiệp có kế hoạch, biện pháp và lộ trình điều chỉnh các hoạt động sản xuất hàng hóa xuất khẩu, duy trì và phát triển thị trường xuất khẩu.
Châu Âu là thị trường nhập khẩu quan trọng các mặt hàng liên quan đến nạn phá rừng, bao gồm 50% cà phê và 60% cacao của thế giới. Quy định về chuỗi cung ứng chống mất rừng và suy thoái rừng của EU được ban hành vào tháng 6 năm 2023, dự định sẽ triển khai từ tháng 12 năm 2024. Đây là khoảng thời gian mà các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu và có những chuẩn bị kỹ cho quy định này. Tất cả các doanh nghiệp tham gia theo yêu cầu của họ, cho nên chúng tôi mong muốn là chính phủ cũng như là cơ quan hợp tác về vấn đề châu Âu tạo điều kiện cho các doanh nghiệp như chúng tôi làm thế nào đó. Khi chúng tôi đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu thì giúp đỡ chúng tôi có cơ hội được vươn ra thế giới. Về phía Việt Nam thì đã cùng phối hợp rất nhiều từ những năm ngoái, làm việc với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam và Phái đoàn Liên minh châu Âu đã có những cái đối thoại rất là tích cực trong vấn đề chia sẻ thông tin và làm thế nào để giúp đỡ cho Việt Nam có thể thích ứng với vấn đề thực hiện cái quy định này. Quy định giảm mất rừng và suy thoái rừng được đề xuất nhắm vào những mặt hàng có tác động lớn đến nạn phá rừng và một số sản phẩm có nguồn gốc từ chúng như cà phê, cacao, đậu nành, dầu cọ, gia súc, gỗ và sản phẩm gỗ. Theo đó, các công ty điều hành có nghĩa vụ tiến hành thẩm định để đảm bảo chỉ những sản phẩm không sản xuất trên đất phá rừng mới được phép vào thị trường EU và phải chứng minh rằng hàng hóa không được sản xuất trên bất kỳ vùng đất nào bị phá rừng hoặc suy thoái sau ngày 31 tháng 12 năm 2020. Thưa quý vị, tuy giá cả vẫn chưa thực sự phục hồi, nhưng đến hết quý 2 vừa qua, đơn hàng của ngành dệt may đã dồi dào trở lại. Song làm thế nào để đáp ứng được năng lực sản xuất, đó chính là nỗi khó của các doanh nghiệp hiện nay. Doanh nghiệp này cho biết, từ nay đến cuối năm đã nhận kín đơn hàng. Vui khi không còn cảnh sản xuất cầm chân, ngóng từng đơn hàng, nhưng lại lo nguồn lao động để đảm bảo cho những đơn hàng này được đảm bảo đúng hạn. Vì vậy, họ phải có những giải pháp tình thế. Ngoài cái việc là thiếu lao động và cái việc mà chúng ta nhận đơn hàng nó hơi bị dư so với năng lực của chúng ta, do vậy thì hai cái yếu tố đó cộng lại thì sẽ đảm bảo, thậm chí có những nhà máy phải nguy cơ đối mặt với nguy cơ là việc mà chúng ta không đảm bảo được hàng xuất hạn đúng hạn. Thì chúng tôi cũng sẽ liên kết với các nhà máy khác, họ cũng có thể hỗ trợ mình trong cái giai đoạn này. Đấy là điều yếu tố đầu tiên. Và thứ hai nữa là chúng tôi cũng cần phải đẩy mạnh công tác là tuyển dụng và giữ người. Vì trong cái giai đoạn này cái việc mà thiếu lao động thì sẽ ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Đơn hàng năm 2024 không thiếu, nhưng ngành dệt may vẫn đang thiếu lao động. Bởi nửa đầu năm 2023, gần 80.000 lao động trong ngành dệt may mất việc. Nhiều doanh nghiệp đang bị áp lực do không đủ năng lực sản xuất. Tính được cái năng lực là từ ngày xưa, nhưng mà do là cái lượng lao động của mình nó bị sụt giảm, thế nên là nó vượt quá. Thì nhưng đối với doanh nghiệp dệt may thì thứ nhất là mình sẽ phải tìm cách để tăng năng suất lao động và có phải tìm một số các công ty phát triển thêm, để có công ty con của mình để sản xuất, để làm sao để đáp ứng được cái kế hoạch và cái thời gian giao hàng của khách hàng để giữ uy tín với khách hàng. Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, doanh nghiệp sản xuất cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như thời gian giao hàng ngắn, bên cạnh đó là những khó khăn trong vận tải biển hiện nay. Chúng ta biết rằng liên quan đến ngành dệt may là cái ngành thời trang. Ngành thời trang hiện nay thì các khách hàng người ta ép cái tiến độ giao hàng rất là lớn. Đấy. Tức là họ ép làm thế nào giao hàng càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên thì vì cái vận chuyển, thời gian vận chuyển kéo dài cho nên cái thời gian sản xuất là ngắn lại. Đấy, cho nên rất nhiều những cái rủi ro kèm theo, nếu mà cung cấp nguyên phụ liệu mà không kịp thời, rồi thời gian sản xuất mà không đảm bảo thì sẽ vi phạm hợp đồng hoặc là thua thiệt. Đấy. Đơn hàng dệt may trở lại dồi dào nhưng đơn giá thấp, thiếu lao động, chi phí sản xuất tăng khiến doanh nghiệp dệt may phải cân nhắc khi lựa chọn và thực hiện các hợp đồng sản xuất. Theo Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ đầu năm đến nay, mỗi ngày cả nước thải ra môi trường gần 68.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Song, việc quản lý nguồn chất thải này còn phức tạp và nhiều thách thức.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cần ban hành các văn bản quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân, bố trí quỹ đất cho khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt, thực hiện việc giao đất kịp thời, bố trí kinh phí đầu tư xây dựng, vận hành hệ thống thu gom, lưu giữ, trung chuyển, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Các nội dung trên phải được thực hiện tại các địa phương chậm nhất là vào ngày 31 tháng 12 năm 2024. Bản tin chiều nay sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý trên thị trường. Theo số liệu vừa được công bố, Việt Nam hiện có hơn 500.000 quán cà phê. Con số này được thống kê từ những cửa hiệu nhỏ lẻ tại các ngõ phố đến các chuỗi cà phê hiện đại với không gian và dịch vụ đẳng cấp. Giá thị trường quán cà phê Việt Nam đạt 11,5 ngàn tỷ đồng vào năm 2023 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm lên tới 7,56%. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 7 năm nay đã đạt trên 17.200 chiếc, tương ứng trị giá đạt 344 triệu đô la Mỹ. Xe nhập chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc. Thanh khoản các dòng xe lắp ráp tại đại lý có xu hướng chậm lại, dẫn đến thị phần của xe nhập tăng lên. Nếu ưu đãi lệ phí trước bạ được thực thi, xe sản xuất lắp ráp có cơ hội lấy lại đà tăng doanh số. Hiện giá tiêu Việt Nam đang thấp nhất thế giới. Cụ thể, giá tiêu đen Indonesia đang đứng ở mức 187.005 đồng 1 kg, tiêu đen Malaysia là 214.455 đồng 1 kg, tiêu đen Brazil là 155.796 đồng 1 kg, tiêu đen Việt Nam đứng ở mức 146.334 đồng 1 kg. Theo các chuyên gia, giá tiêu thế giới đắt hơn tiêu Việt Nam, nhưng các doanh nghiệp vẫn nhập do nhiều doanh nghiệp đã ký hợp đồng nhập khẩu tiêu trước đó. Liên tục bản tin chiều nay sẽ là phần tin thế giới với những thông tin đáng chú ý sau. Thưa quý vị, các nhà đàm phán về tiến trình ngừng bắn ở dải Gaza bao gồm Mỹ, Qatar và Ai Cập đã vừa đưa ra tuyên bố cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra tại thủ đô Doha của Qatar đã tạm dừng cho đến tuần tới. Trong tuyên bố chung, Mỹ, Qatar và Ai Cập cho biết Washington đang đưa ra đề xuất mới dựa trên các điểm đã đồng thuận trong tuần qua, thu hẹp khoảng cách giữa các bên nhằm tiến tới thỏa thuận cuối cùng và các cuộc thảo luận về đề xuất mới nhất này sẽ được bàn thảo trong những ngày tới. Trước đó, vòng đàm phán kể trên đã được nối lại tại Doha vào ngày 15 tháng 8 với sự tham gia của các nhà hòa giải và Israel. Phong trào Hồi giáo Hamas không tham gia trực tiếp vào các cuộc thảo luận nhưng cũng thông báo về tiến độ đàm phán. Các cuộc đàm phán này nằm trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giải quyết tình trạng bạo lực leo thang đã khiến hơn 40.000 người thiệt mạng ở Gaza trong 10 tháng qua. Ngoại trưởng hai nước Anh và Pháp đã tới Jerusalem để kêu gọi ngừng bắn khẩn cấp ở Gaza. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Israel đang đối mặt với nguy cơ bị Iran tấn công trả đũa sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas tại Tehran vào cuối tháng 7 vừa qua. Ngoại trưởng Anh David Lammy cho rằng đây là thời khắc nguy hiểm đối với Trung Đông và có nguy cơ mất kiểm soát đang gia tăng. Theo ông, bất kỳ cuộc tấn công nào của Iran cũng sẽ gây ra hậu quả tàn khốc cho khu vực. Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Stephen Gentiloni nhấn mạnh không bao giờ là quá muộn cho hòa bình và các bên phải bằng mọi giá để tránh xảy ra chiến tranh khu vực. Điều này sẽ gây hậu quả khủng khiếp. Dự kiến Ngoại trưởng Anh và Pháp sẽ kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho lệnh ngừng bắn ở Gaza và khôi phục hòa bình dọc biên giới Israel-Liban. Thưa quý vị, trong những ngày qua, cả thành phố Jakarta và thủ đô mới Nusantara của Indonesia đều được trang hoàng lộng lẫy nhằm đem lại những diện mạo mới nhất, tươi đẹp nhất để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh ngày 17 tháng 8.
Bộ Thông tin và Truyền thông Indonesia cho biết, công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm quốc khánh tại thủ đô mới Nusantara đã sẵn sàng. Buổi lễ sẽ được tổ chức tại cung điện Garuda, công trình biểu tượng của Nusantara và cũng là hoạt động đầu tiên mang tầm cỡ quốc gia được tổ chức tại thủ đô mới. Sự kiện này cũng được cho là sự khởi đầu cho quá trình di dời thủ đô của Jakarta. Trong khi đó, nhiều địa điểm tại Jakarta cũng được trang hoàng lộng lẫy để chào mừng ngày quốc khánh, cũng như tròn 79 năm thành phố này được lựa chọn làm thủ đô của Indonesia. Truyền thông Nhật Bản đưa tin đã có 458 người đã bị ngộ độc thực phẩm sau khi dùng bữa tại một nhà hàng ở thành phố Yufu thuộc tỉnh Oita. Theo điều tra ban đầu, nhà hàng trên có thể đã sử dụng nước suối nhiễm khuẩn để chế biến thực phẩm. Chính quyền tỉnh Oita thông báo đã phát hiện norovirus, một loại virus sống trong dạ dày và ruột phổ biến ở bệnh nhân. Qua đó làm dấy lên lo ngại rằng nước suối được nhà hàng sử dụng để chế biến thực phẩm có thể đã bị nhiễm khuẩn. Cơ quan chức năng hiện đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc. Trung Quốc vừa phóng tên lửa đẩy Trường Chinh 4B để đưa thêm một nhóm vệ tinh cảm biến từ xa mới vào không gian. Đây là sứ mệnh bay thứ 531 của các tên lửa đẩy dòng Trường Chinh. Theo thông báo, nhóm vệ tinh này chủ yếu được sử dụng để tiến hành các thử nghiệm công nghệ mới ở quỹ đạo thấp. Đây là lần phóng thứ 36 của Trung Quốc trong năm nay. Giới chức Trung Quốc thông báo, năm nay nước này sẽ tiến hành khoảng 100 vụ phóng, trong đó khoảng 1/3 là các vụ phóng thương mại. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.